Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Khám phá cùng Mít. Trước khi vào video, các bạn cho Mít hỏi là bạn có thích uống Coca-Cola không? Hãy bình luận xuống phía dưới loại nước uống mà bạn thích nhất nhé! Các bạn thân mến, Coca-Cola là thức uống rất quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên không phải ai cũng biết được hết sự thật về loại nước uống phổ biến này và những câu chuyện thú vị mà có thể bạn chưa hề nghe tới đâu nha. Cho nên Mít đã dày công nặn ra chiếc video này, các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Câu chuyện về sự ra đời của nước uống Coca-Cola. Là ông chủ đầu tiên của Coca-Cola, nhưng thực sự Asa Griggs Candler lại không phải là người phát minh ra thứ nước uống đặc biệt này. Người đầu tiên sáng chế ra Coca-Cola là dược sĩ John T. Pemberton, chủ một phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân. Với mục đích sáng chế ra một loại nước thuốc bình dân để chống đau đầu, mệt mỏi, Pemberton đã mày mò thử nghiệm và pha chế ra một loại siro có màu đen như cà phê. Chỉ cần một thìa siro pha cùng với một cốc nước lạnh là có được thứ nước giải khát nhưng có thể làm bớt nhức đầu, tăng sảng khoái. Pemberton giữ bí mật công thức sáng chế và chỉ biết rằng thành phần quan trọng nhất của thứ nước uống này có chứa một tỷ lệ nhất định tinh dầu được chiết xuất từ lá và quả của cây cola. Đây là loài cây chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ và có thành phần đáng kể caffeine và cả cocaine. Chính nhờ vậy mà nước uống có tinh dầu cola có tác dụng làm sảng khoái, chống mệt mỏi. Cái tên Coca-Cola được Frank M. Robinson, kế toán trưởng của Pemberton, đặt tên bắt đầu từ nguồn gốc đó nhưng đã thay chữ K bằng chữ C có vẻ dễ nhìn và quen thuộc hơn. Coca-Cola cũng là thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu khi mà cứ mỗi giây đồng hồ có tới 11.200 người đang uống thứ nước giải khát màu nâu này. Tập đoàn Coca-Cola hiện có mặt tại 200 nước trên thế giới. Lịch sử ra đời và phát triển của nước Coca-Cola là lịch sử chiến thắng vinh quang và ngoạn mục của mặt hàng tiêu dùng bình thường nhất. Tập đoàn Coca-Cola có trên 30.000 công nhân ở khắp thế giới ngày đêm trực tiếp sản xuất bên những dây chuyền đóng chai và đóng lon Coca-Cola hiện đại. Và sau đây là những câu chuyện xung quanh thứ nước gây nghiện này. Một, từng là sản phẩm miễn phí. Khi dược sĩ John S. Pemberton sáng chế ra Coca-Cola năm 1886, ông thể hiện rõ mình là một người đàn ông của các ý tưởng thay vì chuyên gia tiếp thị. Việc kinh doanh loại nước giải khát không hề khởi sắc cho đến khi Asa Griggs Candler tiếp quản nó sau cái chết của Pemberton vào năm 1888. Để quảng bá sản phẩm, Candler đã phát những phiếu đồ uống miễn phí cho mọi người. Sau khi dùng thử, các khách hàng nhanh chóng quay lại và chấp nhận bỏ 5 xu cho mỗi ly nước. 2. Chai nước có hình hạt cacao. Mặc dù không phải bàn cãi về tài kinh doanh của Candler, ông cũng mắc những sai lầm đáng kể. Ban đầu, Coca-Cola được phân phối chủ yếu ở các hiệu thuốc, sau đó những nhà sản xuất chai thủy tinh xuất hiện và hỏi Candler xem ông có muốn đưa sản phẩm của mình vào các loại chai của họ hay không. Ông đồng ý chi 1 USD cho các công tác đóng chai. Chính điều đó đã đẩy Coca-Cola vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười khi đối thủ cũng thi nhau sử dụng chai thủy tinh và khiến khách hàng khó lòng phân biệt thật giả. Nhận thức được sai lầm, Candler yêu cầu các đối tác sản xuất chai đưa ra một thiết kế độc đáo cho thương hiệu này. Một nhà máy ở Indiana đã sản xuất loại chai có dạng giống như hạt cacao năm 1916 do không biết rằng Coca-Cola không chứa thành phần này nữa. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn được chấp nhận và trở nên vô cùng phổ biến. 3. Lon Coca-Cola được sáng chế cho quân đội. Thứ duy nhất có thể cạnh tranh với sự nổi tiếng của những chai Coca-Cola thủy tinh là sản phẩm đóng lon. Công ty đã đưa ra ý tưởng về mô hình này với tham vọng vận chuyển sản phẩm đến các lực lượng vũ trang đóng quân ở nước ngoài. Tuy nhiên, do nguyên liệu cần thiết bị thiếu hụt trong chiến tranh thế giới thứ hai, Coca-Cola không thể phát triển khai ý tưởng của mình. 4. Coca-Cola không màu từng được sản xuất. Sau khi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong nước, hãng nhanh chóng mở rộng thị phần đến thị trường quốc tế trong Thế chiến II. Các nhà máy đóng chai nhanh chóng được dựng lên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nước ngoài, trong đó có những nhân vật đặc biệt như Georgy Zhukov, danh tướng của Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít Đức. Để tránh nảy sinh các vấn đề nhạy cảm, Zhukov yêu cầu hãng sản xuất cho mình loại nước ngọt không màu đóng trong các loại chai thông thường giống như rượu vodka. Điều này đã được đáp ứng nhanh chóng cho dù phải đến năm 1985, những người tiêu dùng Nga mới có cơ hội tận hưởng phiên bản truyền thống. 5. Tham vọng thay thế cà phê. Khi Coca-Cola nhận ra có tới 12% người sử dụng sản phẩm của mình vào buổi sáng thay vì cà phê, công ty đã quyết định tung ra một chiến dịch quảng bá mang tên Coke in the Morning, tạm dịch là uống Coca-Cola vào buổi sáng vào năm 1988 nhằm lôi kéo người dùng thay đổi thói quen của họ. Ý tưởng chủ yếu ở đây là sẽ dễ dàng hơn cho khách hàng với một lon Coca lạnh thay vì pha chế một cốc cà phê nóng. 6. Lon Coca-Cola từng được đóng với loại nước khó uống. Năm 1990, công ty tung ra một chiến dịch quảng bá đầy tốn kém với tên gọi Lucky Chance. Khi khách hàng mua phải lon trúng thưởng, nó sẽ bật ra một đồng tiền với mệnh giá từ 1 đến 500 USD. Để khách hàng không phân biệt được lon trúng thưởng nhờ sự chênh lệch trọng lượng, Coca-Cola đã đổ vào lon của loại nước khó uống với thành phần là nước, clo và nhôm sunfat. Mục đích của hãng là để người dùng không uống lon nước trúng thưởng này, song một số khách hàng vẫn bất chấp và sẽ dọa kiện Coca-Cola sau đó. 7. Pepsi từng giúp Coca-Cola. Năm 2006, hai nhân viên của Coca-Cola từng chào bán cho Pepsi bí mật thương mại của hãng về loại nước ngọt đang được phát triển. Tuy nhiên, trong khi đang trao những tài liệu mật và cả mẫu nước cho người nhận là lãnh đạo của Pepsi, thực ra là đặc vụ FBI, bộ đôi đã bị bắt giữ và chịu mức án lần lượt là 5 và 8 năm tù. Chính Pepsi đã cảnh báo cho Coca-Cola và một cục điều tra Liên bang Mỹ về vụ việc này. Trả lời phỏng vấn với CNN, người phát ngôn của Pepsi cho hay sự cạnh tranh phải công bằng và hợp pháp. 8. Đưa Max Headroom trở thành ngôi sao. Max Headroom là nhân vật được tạo ra từ một ngôi sao truyền hình ảo ở Anh do công ty thu âm Chrysalis thực hiện vào năm 1985. Cảm nhận được sức hấp dẫn của Headroom với giới trẻ, Coca-Cola đã đưa anh này vào chuỗi chiến dịch quảng bá của mình trong cùng năm đó. Theo báo cáo, hãng đã giúp Headroom trở nên quen thuộc với 76% thanh thiếu niên lúc bấy giờ. 9. Công thức bí mật có thể đã bị bật mí. Rất nhiều câu chuyện được lưu truyền về việc Coca-Cola lưu giữ và bảo vệ công thức loại đồ uống nổi tiếng của mình. Mệnh danh là 7X, công thức này được đặt trong một căn hầm tối an toàn mà chỉ có những lãnh đạo cao nhất của công ty có thể tiếp cận. Tuy nhiên, năm 2011, một trong những chương trình của mình, đài phát thanh có tên NPR tuyên bố họ đã có trong tay công thức này nhờ tài liệu thu được từ nhà sử học Charles Schachter, vốn thuộc về cha đẻ của Coca-Cola, John Pemberton. Theo đó, công thức pha chế bao gồm chiết xuất coca, dầu chanh, tinh dầu quế, tinh dầu nhục đậu khấu và caramel. Trả lời phỏng vấn, đại diện của Coca-Cola cho hay bản công thức đó, dù là thật, thì cũng chỉ là công thức cũ của loại nước giải khát này mà thôi. 10. Uống Coca-Cola ở McDonald's là ngon nhất. Hai gã khổng lồ này đã ký với nhau hợp đồng hợp tác chiến lược từ năm 1955 với những điều khoản đảm bảo sự khăng khít và cùng phát triển. Theo New York Times, Coca-Cola vận chuyển nước giải khát của mình đến McDonald's theo những thùng chứa bằng thép không gỉ thay vì thùng nhựa như các nhà cung cấp khác. Chính điều này đã khiến cho hương vị của loại đồ uống này được cho là ngon nhất khi thưởng thức ở các cửa hàng của McDonald's. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về những bí mật xoay quanh nước uống Coca-Cola. Bạn muốn tìm hiểu về loại nước uống hoặc loài động vật nào không? Bình luận xuống phía dưới để Mít làm video gửi tới các bạn yêu quý nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn subscribe và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những video thú vị của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.